Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin giá hơi ngày mùng 5 tháng 9 năm 2020. Quý vị và các bạn thân mến, trong báo cáo mới công bố, hãng nghiên cứu thị trường ISO nhận định ngành chăn nuôi lợn vẫn chưa thể phục hồi hoàn toàn như trước, dù chính phủ đã có những biện pháp như tăng nhập khẩu, khuyến khích tái đàn và ngăn chặn xuất khẩu theo đường tiểu ngạch. Theo cục chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2020, 130 doanh nghiệp Việt Nam đã nhập khẩu hơn 39.000 tấn thịt lợn các loại, chủ yếu từ các nước có nền kinh tế phát triển như là Canada, Đức, Ba Lan, Brazil, Mỹ và đã tăng 223% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt trên 93% kế hoạch chính phủ đã giao từ đầu năm. Vào thông tin tại hội nghị phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm và thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức vừa qua, thì ông Nguyễn Văn Trọng, Phó cục trưởng cục chăn nuôi giải thích, trong thời gian qua giá heo hơi giảm khá là sâu, dù nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt cũng như là sản phẩm heo tái đàn đã tăng lên. Và dự kiến đến quý 3 và đầu quý 4 năm 2020 mới có thể cân đối được nguồn cung, à, lúc đó giá hơi mới có thể ổn định được và đặc biệt là vào dịp cận Tết chắc chắn giá hơi sẽ có xu hướng tăng mạnh trở lại. Và theo ghi nhận thị trường hơi, hơi ngày hôm nay đang chứng lại ở nhiều địa phương trên phạm vi cả nước. Và cụ thể tại thị trường miền Bắc, giá hơi trong ngày hôm nay giao động khoảng 74 cho đến 77.000 đồng trên 1 kg. Đơn cử có một số địa phương báo giá giao động 73 cho đến 74.000 đồng trên kg ở thị trường miền Bắc. Và hiện nay thị trường miền Bắc là thị trường có mức giá thấp nhất ở cả nước hiện nay. Trong khi đó, thị trường miền Trung heo lẹp ở một số địa phương vẫn bán được với mức giá 79.000 đồng trên kg. Và thị trường miền Nam vẫn là khu vực có mức giá cao nhất ở cả nước hiện nay, giao động mức giá 75 cho đến 79.000 đồng trên 1 kg. Cụ thể giá hơi trong ngày hôm nay tại thị trường miền Bắc ở một số địa phương như Hà Nội nhiều hộ chăn nuôi báo giá mức giá cao nhất là 74.000 đồng trên kg. Tuy nhiên nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở khu vực Ba Vì của thành phố Hà Nội thương lái chỉ trả với mức giá dao động 72 cho đến 73.000 đồng trên kg, thấp hơn so với các khu vực khác. Vĩnh Phúc mức giá cao nhất 76.000 đồng trên 1 kg và bằng so với tỉnh Yên Bái. Lào Cai, Phú Thọ trong ngày hôm nay không có xuống giảm nữa, tuy nhiên mức giá cũng khá thấp chỉ giao động mức giá 74.000 đồng trên kg. Tuyên Quang có mức giá cao hơn giao động 75 cho đến 76.000 đồng trên kg. Thái Nguyên giao động mức giá 77.000 đồng trên kg. Trong ngày hôm nay, nhiều hộ chăn nuôi ở tỉnh Bắc Giang báo giá giao động 75 cho đến 76.000 đồng trên 1 kg. Các địa phương khác như Hưng Yên, Thái Bình giao động mức giá 76.000 đồng trên kg. Hà Nam, Nam Định giao động mức giá 77.000 đồng trên kg trong ngày hôm nay. Ninh Bình giao động mức giá 76.000 đồng một kg và đặc biệt một số hộ chăn nuôi ở huyện Yên Mô và Gia Viễn của tỉnh Ninh Bình báo giá giao động 75 cho đến 76.000 đồng. Còn đối với các tỉnh ở khu vực Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu, Điện Biên và tỉnh Hòa Bình, giá hơi trong ngày hôm nay không có sự thay đổi, đang giao động mức giá 74 cho đến 77.000 đồng trên 1 kg. Và đặc biệt nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở khu vực Sơn La À, như là Mộc Châu, Yên Châu, Phú Yên, à, Bắc Yên của tỉnh Sơn La Giao động mức giá 77.000 đồng trên 1kg Mức giá cao hơn so với các địa phương khác Như là ở Vân Hồ thì có mức giá thấp hơn Nhiều hộ chăn nuôi báo giá 75.000 đồng trên 1kg Còn đối với thị trường miền Trung trong ngày hôm nay Thanh Hóa và Nghệ An vẫn đang giao động mức giá 75.000 đồng trên 1kg Thậm chí Heo xấu nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở tỉnh Thanh Hóa Chỉ có giao động 73.000 đồng trên 1kg Hà Tĩnh giao động mức giá 77 đến 79 000 đồng trên kg. Đây là địa phương có mức giá cao hơn cả so với các tỉnh khác. Quảng Nam, Quảng Ngãi giao động mức giá 77 000 đồng trên 1 kg. Và đặc biệt đối với huyện Sơn Tịnh của tỉnh Quảng Ngãi nhiều chăn nuôi báo giá 78 000 đồng trên kg. Quảng Bình giao động mức giá 78.000 đồng, Quảng Trị giao động 77 cho đến 79.000 đồng trên 1 kg. Khánh Hòa giao động 77 cho đến 78.000 đồng, Bình Định nhiều hộ chăn nuôi báo giá 76 cho đến 78 000 đồng trong ngày hôm nay. Ninh Thuận và Bình Thuận trong ngày hôm nay cũng không có sự thay đổi và vẫn ổn định ở mức giá 78 000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên như Gia Lai, Con Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông và tỉnh Lâm Đồng thì trong ngày hôm nay Đắk Lắk đang giao động mức giá 77 cho đến 78 000 đồng. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở tỉnh Lâm Đồng giao động 77 cho đến 79 000 đồng 1 kg, cao hơn so với các địa phương khác. Trong khi đó, ba địa phương còn lại là Gia Lai, Con Tum và tỉnh Đắk Nông vẫn đang giao động trên dưới 75 cho đến 76.000 đồng trên 1 kg. Đối với thị trường miền Nam, giá hơi khá ổn định và đang giữ mức giá cao. Nhiều tỉnh vẫn đang giữ mức 80.000 đồng 1 kg và thấp nhất là 75.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực miền Đông Nam Bộ đang giữ mức ổn định như Đồng Nai 78.000 đồng, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương giao động 78 đồng, cho đến 79.000 đồng, hay Tây Ninh cũng giao động mức giá 77 cho đến 78 000 đồng trên 1 kg trong ngày hôm nay. Bà Thế Vũng Tàu giao động mức giá 76 cho đến 78 000 đồng trong ngày hôm nay. Bình Phước là địa phương có mức giá cao hơn cả so với các tỉnh khác ở khu miền Đông Nam Bộ. Nhộ chăn nuôi báo giá giao động 79 cho đến 80 000 đồng trên 1 kg. Còn đối với thị trường miền Tây Nam Bộ, Long An giao động 78 đến 79 000 đồng. Đồng Tháp nhộ chăn nuôi báo giá 79 000 đồng trên kg. An Giang 79 000 đồng. Một số địa phương có mức giá 78.000 đồng như Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang và tỉnh Kiên Giang. Trong khi đó, Cà Mau có mức giá 78 cho đến 79.000 đồng trên kg. Sóc Trăng trong ngày hôm nay thì hộ chăn nuôi báo giá 77 cho đến 78.000 đồng. Trà Vinh giao lợi mức giá 80.000 đồng trên kg và đây là địa phương duy nhất ở thị trường miền Nam có mức giá 80.000 đồng trên 1 kg. Bến Tre nhiều hộ chăn nuôi báo giá giao động 78.000 đồng, Tiền Giang 78 cho đến 79.000 đồng trên kg trong ngày hôm nay. Và hiện nay tỉnh Bạc Liêu là địa phương có mức giá thấp nhất 75.000 đồng trên 1 kg và là địa phương thấp nhất ở khu vực miền Nam hiện nay. Như vậy so với thời điểm trước đó khoảng hơn một tháng thì giá lợn hơi trong ngày hôm nay đã giảm. Tuy nhiên điều quan trọng nhất giá lợn hơi giảm nhưng giá thịt tại các chợ dân sinh cũng như là các siêu thị đang giảm rất là nhỏ giọt. Trong khoảng 2 tháng vừa qua giá thịt lợn chỉ điều chỉnh khoảng từ 10.000 đồng trên 1 kg Tại các chợ, giá thịt bán lẻ vẫn đang ở mức cao, trung bình giá thịt lợn vẫn khoảng 140 cho đến 170 000 đồng trên 1 kg. Có những loại thịt ngon lên đến 180 cho đến 220 000 đồng trên 1 kg. Nguyên nhân của việc giá thịt lợn bán tại các chợ vẫn đang cao, theo các tiểu thương cho biết, do giá lợn mua đã làm thịt tại các lò mổ vẫn đang ở mức cao nên bán ra thị trường khó giảm. À đó là chưa kể sức mua hiện nay đã yếu hơn so với trước do ảnh hưởng của dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19. Mục tiêu giảm giá thịt lợn của các bộ ban ngành bước đầu đã cho thấy những dấu hiệu tích cực. Tuy nhiên dự báo giá thịt lợn vào cuối năm sẽ cân bằng được nguồn cung cầu, à nghĩa là giá sẽ hạ nhiệt vẫn thực sự là điều khó nói bởi giá thịt lợn tại các chợ thường vẫn đang định định đoạt bởi thương lái. Nếu không kiểm soát được khâu này. À, thì người dân rất khó mong chờ có cơ hội mua được thịt lợn với giá phù hợp Và đó là thông tin về giá hơi trong ngày hôm nay, ngày 5 tháng 9 năm 2020 Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi